cha mẹ không còn nữa, rồi đời em mai sẽ ra sao? Nhìn Chúa xót thương đau, lòng nhân ơi nào hãy chung tay gánh đôi tay cho cuộc đời này, thương xót dùm đời em buông ra, thêm miếng cơm là thêm nhịp thở, đừng thờ ơ bao trẻ không may, hãy thương xót cho chúng tình. Cuộc đời ai được nhiều may mắn, hãy bao dung dang rộng lòng mình, bằng tình thương cho những em thơ đang sống trong chuỗi ngày tăm tối, để mai sau cuộc đời em tốt hơn. Mặc cho ta giờ vẫn tha hương những tốt hơn bao trẻ bụi đường, ta vẫn còn tình thân ấm áp nơi chốn quê mẹ cha chờ đón, còn đời em ai sẽ trông mong ngày đen tối không lối. Lòng nhân ơi nào hãy chung tay dang đôi tay cho cuộc đời này, thương xót dùm đời em buông ra, thì miếng cơm là thêm nhịp thở, đừng thở bao trẻ không may, hãy thương xót cho chung tình. Cuộc đời ai được nhiều may mắn, hãy bao dung dang rộng lòng mình, bằng tình thương cho những em thơ đang sống trong chuỗi ngày tăm tối, để mai sau cuộc đời em tốt hơn. Mặc cho ta giờ vẫn tha hương những tốt hơn bao trẻ bụi đường, tình thân ấm áp nơi chốn quê mẹ cha chờ đón, còn đời em ai sẽ trông mong ngày đen tối không lối về, nơi chốn quê mẹ cha chờ đón, còn đời em ai sẽ trông mong ngày đen tối không lối về.